Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số sàn, quý vị các bạn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent phiên bản 1.4 MT. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 9 vạn km rồi, quý vị các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 268 triệu đồng, thưa quý vị và các bạn. Màu đỏ, phiên bản MT sedan, rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn về đằng trước thì các bạn thấy đấy ạ, xe đã được trang bị đèn pha bi xê nông này, đèn LED ban ngày này, đèn gầm, đủ cả rồi các bạn nhé. Đấy, và cụm đèn thì cũng đã được chủ xe bảo vệ rất là kỹ rồi, dán bảo vệ đèn này cả trước cả sau này, ốp gương bảo vệ này, ốp gạt mưa này, vè che mưa này, ốp tay nắm này. Đấy, ốp tay nắm, ốp bình xăng, nhìn đằng sau bạn thấy đấy ạ. Chủ xe rất là cẩn thận, ốp rất là đều cả trước cả sau luôn. Và xe cũng đã được trang bị rất là nhiều option từ màn hình Android, camera lùi, cảm biến lùi. Đấy, rất là nhiều option bạn nhá. Và chiếc xe này thì rất là đẹp này, toàn bộ từ những cái phần chữ đều rất là mới này, logo đều rất là mới này, chưa có bị xước sát hay chưa có bị dỉ sét gì đâu bạn ạ. Dàn lốp thì còn rất là dày. Phiên bản này là phiên bản nhập khẩu, phiên bản đủ cho nên là xe được trang bị la răng đúc rồi các bạn nhé. Đấy, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Nhìn về phần ngoại thất bên ngoài rất là đẹp rồi ạ. Nước sơn zin của xe cũng còn rất là nhiều luôn các bạn nhé. Đây là về cái phần ngoại thất bên ngoài, không có bị tai nạn, không có việc đâm đụng, không va chạm, không ngập nước gì cả các bạn ạ. Toàn bộ về phần ngoại thất rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe. Đây là những cái phần keo chỉ của xe này, còn nguyên bản này, táp bi cánh cửa này, nguyên zin rất đẹp này, toàn bộ từ táp lô, vô lăng cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, camera lùi, camera hành trình đầy đủ cả luôn này. Đấy, và phần trần thì xe cũng đã được bọc ni lông rất là cẩn thận rồi, nội thất ghế da cao cấp rồi, trải sàn da đầy đủ rồi quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe sedan hạng B rất là đẹp đấy ạ. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía sau bên lái này các bạn này, từ keo chỉ này, táp bi cánh cửa này, nội thất này đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. 2014, tính ra là 10 năm sử dụng rồi mà chiếc xe mới lăn bánh có 9 vạn km thôi, cho nên là còn rất là đẹp luôn. Đấy, toàn bộ là ốc cốp sau này, ốc cốp sau còn nguyên bản này, keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên zin hết luôn các bạn nhé, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, đều rất đẹp và mới như này đây. Lốp sơ cua cũng còn rất là đẹp này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đây là cái khoang cốp sau quý vị và các bạn nhé, đẹp. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía sau bên phụ các bạn này, từ keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này. Đấy, từ táp bi cho đến phần nội thất bên trong đều rất là mới này. Chiếc xe này rất là thơm luôn. Chủ xe có vẻ là một người cũng rất là chỉnh chu, nước hoa thơm phức cho nên là cái xe lúc nào nó cũng thơm. Đấy, keo chỉ cánh cửa này, đây là cái táp bi cánh cửa phía trước bên phụ, toàn bộ từ táp bi đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Từ táp đây là táp bi cánh cửa này, từ táp bi cho đến táp lô, vô lăng cần số, tay phanh đều rất là đẹp này, màn hình Android ZTEC to đùng. Đấy, trang bị đầy đủ hết rồi, trang bị cả một bầu trời công nghệ cho một chiếc xe Hyundai Accent 2014 nhập khẩu nguyên chiếc này các bạn nhé. Nội thất ghế da rất là mới luôn. Đấy, rất là đẹp. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Accent 2014 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.4 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp. Và đây, tất cả là còn nguyên bản và đều rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Động cơ nguyên zin, chưa có làm lại máy đâu, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản luôn các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất đẹp, chúng tôi đã dọn dẹp đi rồi. Ốc cabo này nguyên zin luôn, keo chỉ cabo cũng nguyên zin luôn bạn nhé.
Đấy, chưa có bị đâm va gì cả các bạn ạ. Rất là đẹp rồi. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Accent 2014 số sàn, nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé. Lăn bánh được 9 vạn km rồi. Chiếc xe này để chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 268 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2014 nhập khẩu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883, để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn nên like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.